Đây là món quà một local brand đã tặng cho mình, tặng thật nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ bóc nó ra để xem các bạn có biết đây là brand nào không nhá. Và hòa chung với không khí TikTok hướng nghiệp thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nghề mà làm thế nào để các bạn vừa nhận được nhiều quà mà lại có thể có cơ hội để kiếm tới 3 nguồn thu nhập. Đầu tiên đó chính là nguồn thu nhập từ các nền tảng mà các bạn hoạt động, có thể là Google, YouTube hoặc là TikTok. Thứ hai đó chính là nguồn thu nhập từ affiliate marketing. Và nguồn thu nhập thứ ba đó chính là nguồn thu nhập từ tài trợ của các nhãn hàng. Nôm na các bạn có thể gọi đây là những cái nghề làm YouTube, YouTuber, làm TikTok, TikToker hay là làm blog, làm website, blogger. Là cao sang hơn thì chúng ta có thể gọi đây là những cái nghề làm KOL hay là influencer. Mình biết có rất nhiều người làm full time những cái nghề này vì nghề nào các bạn làm tốt thì cũng sẽ đủ khả năng để nuôi sống chính mình và thậm chí nuôi sống được cả gia đình. Tuy nhiên cũng có người coi đây là một nguồn thu nhập thứ hai cũng rất là tốt. Mình coi đây là một cái tài sản mà nó có giá trị lâu dài. Giống như là mình không viết sách thì mình để lại cho đời một kênh TikTok có giá trị. Xây dựng một kênh TikTok, xây dựng một kênh YouTube nó sẽ bổ trợ rất là tốt cho công việc của các bạn. Vì công ty nào cũng cần phải làm marketing để bán hàng. Marketing để bán hàng thì không thể không nhắc đến social media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Và công ty nào cũng cần phải bán hàng để kiếm tiền mà thôi.